Đây là một trong hai chú ghê đứng ở chầu trước cửa. Bên này và bên kia mỗi bên một con. Nghe. Đây là sa bàn mô tả toàn bộ cung điện, mà do không được quay phim truyền hình các mình sẽ không quay vào đấy được. Đây là phía sau của điện Ái Hòa. Góc kia là một cái bản đồ thời tiết và một cái bản đồ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trong này cấm quay phim truyền hình nữa, mình sẽ tắt đi. Đây là phía sau của điện Thái Hòa. Thái Hòa thì cấm quay phim truyền hình nữa, mình không quay được. Đi đi đi, con đang vào đây đi xem một cái nhé. Đi tiếp đi ạ.